Vòng tuyển chọn 2 cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ lần thứ 15 năm 2020 sẽ xác định thêm hai gương mặt bước tiếp vào vòng chung kết. Diễn không ra, nhấn nhá nhiều quá, cứng nhắc cái lời văn của mình đi. Em có nghe không? Anh Quốc, em đâu có mít lòng về anh đâu anh Quốc. Ai sẽ được chọn để viết tiếp giấc mơ Chuông Vàng? Em ca giọng miền Bắc rất là tốt. Hợp lý. Rất tuyệt vời. Chị chọn em. Chị quyết định chọn em. Anh chọn em. Mời quý vị đón xem vào lúc 21 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2020 trên kênh HTV9. Sài Gòn Công Thương Ngân Hàng hân hạnh tài trợ chương trình này.